Cuộc sống của Sĩ Luân độc thân ở tuổi 37, từng sống như một đứa trẻ thiểu năng do tai nạn. Sĩ Luân đã từng hai lần có ý định đi tu sau khi tai nạn ập đến, nhưng mẹ anh không đồng ý. Vào khoảng đầu những năm 2000, sự nghiệp của Sĩ Luân đang ở đỉnh cao khi anh là một chàng ca sĩ, nhạc sĩ, kim MC vô cùng nổi tiếng của Việt Nam, thì tai nạn bất ngờ ập đến vào năm 2009, khiến cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Mắt Nai Cha 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 có nhiều thay đổi. Nam ca sĩ từng chia sẻ, Luân bị tai nạn khi đi xe máy từ công ty về nhà. Để tránh một đôi trai gái đang đùa giỡn trên đường, Luân thắng gấp và bay lên 4 mét, đập mặt xuống, bất tỉnh và lâm vào tình trạng vô thức hơn một tuần. Luân đã trải qua hai lần phẫu thuật vì bị vỡ xương hàm và xệ xương gò má. Cũng may là mặt không bị biến dạng, chứ không giờ chắc xấu trai lắm. Sau tai nạn, nam ca sĩ phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ. Có thời điểm anh chỉ như một đứa trẻ thiểu năng, ngoài mẹ nam ca sĩ không biết ai và cũng không ý thức được bản thân. Anh không biết làm gì, mọi thứ phải học lại từ đầu. Sau khi trở về từ cõi chết, Sĩ Luân trở thành chuyên viên tâm lý cho các trường đại học. Bản thân Sĩ Luân muốn trở thành thầy giáo có trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, những sinh viên mình đang phụ trách để họ có tư tưởng lành mạnh và năng động hơn. Công việc của anh hiện tại là giảng dạy cũng như giữ nhiều chức vụ tại môi trường đào tạo. Sắp tới, Sĩ Luân còn ấp ủ cho ra mắt dự án âm nhạc mới với những ca sĩ trẻ do chính mình đào tạo. Sĩ Luân đến với Phật Pháp ăn chay và đi chùa để tìm sự bình yên. Giờ đây không còn quá xô bồ vào công việc, Sĩ Luân đã tập cách sống chậm, sống vui vẻ, tận hưởng cuộc sống này hơn. Gần 40 tuổi nhưng anh chưa có ý định lập gia đình. Anh chia sẻ rằng, vì cơ bản tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của cuộc sống độc thân. Bạn bè, người thân ai nấy hay hối thúc tại sao đến từng này tuổi còn chưa chịu lập gia đình. Tôi lại thấy mọi thứ khá bình thường. Quan trọng bản thân cảm thấy bình yên khi được ở một mình.